Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục với phần tiếp theo của chương trình học kỳ 2, Unit 7, A Closer Look 1. Trước khi đến với nội dung chi tiết của bài, các em hãy cùng đến với phần từ mới nhé. 1. Talent show. 2. Viewer. 3. Comedy. 4. Character. 5. Educational. 6. Competition. 7. Animated. 8. Channel. 9. Popular. 10. Cute. 11. Boring. 12. Funny. Okay. Now, vocabulary là phần từ vựng. 1. Write the words, phrases in the box next to the definition. Em hãy viết những cái từ hoặc là những cụm từ ở trong khung bên cạnh định nghĩa của chúng. Definition, từ này có nghĩa là định nghĩa các em nhé. Rồi, ở đây chúng ta có từ talent show là chương trình tài năng. Viewer là khán giả. Comedy là vở hài kịch, phim hài. Character, nhân vật. Educational program là chương trình giáo dục. Vậy chúng ta hãy cùng điền từ câu 1 đến câu số 5 tương ứng với những từ mà chúng ta thấy xuất hiện ở trong khung kem nhé. Number 1, an animal or a person in a film. Một loài động vật hoặc là một người trong bộ phim thì chính là nhân vật, character. Number 2, a program which teaches maths, English. Một cái chương trình mà dạy toán, tiếng Anh, vân vân. Thì đó là chương trình giáo dục các em nhé. Educational program. Number 3. A film show which makes people laugh. Một bộ phim hoặc là một chương trình mà khiến cho người ta cười. Đó là một vở hài kịch phải không nào? Comedy. Number 4. A competition. Competition là cuộc thi. To choose the best performer. Một cuộc thi để chọn cái người mà biểu diễn tốt nhất. Đó là một cuộc thi, đó là một chương trình tài năng hay là cuộc thi tài năng, talent show. Number 5, a person who watches TV. Một người mà xem TV thì đó là một khán giả hoặc là người xem, đúng nào các em? Okay, viewer. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại xem các từ chúng ta đã điền hết chưa nhé. Có 5 từ thì chúng ta đã điền đủ 5 từ rồi. Number 2, complete the sentences with the words, phrases in the box. Bạn hãy hoàn thành các câu với những từ và cụm từ ở trong khung. Thì đây chúng ta nhìn là có 6 từ và chúng ta có 6 câu. Những từ này thì đều là danh từ các em nhé. Đều là danh từ liên quan đến chủ đề truyền hình của chúng ta. Character là nhân vật. Viewers ở đây là có S là những cái khán giả, đúng nào? Nếu mà chỉ có viewer giống là ở trên thì là số ít viewer, một khán giả. Nhưng nếu mà viewers mà có S thì đó là nhiều khán giả. Game show là cái chương trình trò chơi đấy. Animated films là phim hoạt hình. Comedies là phim hài kịch. Những cái thứ danh từ mà có S đều là danh từ số nhiều. Và channel là kênh. Vậy chúng ta hãy cùng điền nhé. Chúng ta sẽ dựa vào cái tên bộ phim này. Nếu mà để được gặp đến và các cái thông tin ở cái đứng trước, đứng sau của phân chỗ trống cần điền để chúng ta điền được từ phù hợp nhé. Number 1, do you watch BB the popular for children? Bạn có xem cái kênh BB là cái kênh popular là kênh, một kênh rất là phổ biến, đúng nào? Chúng ta sẽ điền từ channel. Sau tính từ là popular, chúng ta sẽ điền một danh từ, thì hầu hết ở đây đều là danh từ rồi. Number 2, which do you prefer? Prefer ở đây là thích hơn. Jerry the Mouse or Tom the Cat? Bạn thích cái nhân vật nào hơn, đúng nào? Con chuột Jerry hay là con mèo Tom? Thì đây chúng ta sẽ điền character. Rồi, vậy chúng ta đã điền hai từ rồi các em nhé. Cô sẽ khoanh tròn ở đây để các em chúng ta sẽ loại trừ đáp án một cách dễ dàng hơn này. Từ này cô điền rồi này. Từ channel cô cũng điền rồi. Ok. Number 3, I love.
Like happy feet and Coco. Tôi yêu gì đó như là happy feet và Coco. Đúng nào? Vậy thì tôi yêu cái gì đây các em? Ở đây có hai bộ phim là Happy Feet và Coco. Thì chắc chắn, và đây cũng là những cái bộ phim hoạt hình. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng Animated Films. Đây là bộ phim, phim hoạt hình các em nhé. Cô sẽ điền từ này vào đây, Animated Films. Number 4. I love children are always right. All for kids. Tôi yêu cái chương trình trẻ em luôn đúng, một cái gì đó cho trẻ em, kids. Vậy ở đây chúng ta sẽ điền từ nào đây các em? Một đúng nào thì chúng ta cần một cái danh từ số ít đứng sau cái mạng từ ơ. Vậy đây chỉ còn cái từ game show là danh từ số ít thôi. Và game show đây là một cái chương trình đúng nào, chương trình trò chơi game show. Ok, number 5. My father often watches. They are so funny. Bố của tôi thì thường xem cái chương trình gì đó. Chúng rất là vui nhộn, hài hước đấy. Funny. Vậy ở đây các bạn sẽ điền chương trình gì? Đúng rồi, đó chính là chương trình. Các cái chương trình, các cái bộ phim hoặc các cái chương trình hài kịch đấy. Các cái bộ phim hài. Mà những cái chương trình đó, cái bộ phim đó thì rất là vui nhộn, khiến người ta cười. Comedies. And the last, a popular program has a lot of. Một cái chương trình phổ biến được ưa chuộng thì có rất là nhiều khán giả. Và cuối cùng là chúng ta sẽ điền viewer. Ok. Ok. Number 3. Complete the sentences with the adjectives in the box. Bạn hãy hoàn thành các câu bên dưới với những cái tính từ. Adjectives là tính từ ở trong khung. Chúng ta có các tính từ chúng ta cũng ôn tập nhé. Popular là phổ biến này. Cute, đáng yêu. Life. Động từ thì chúng ta sẽ đọc là live, còn tính từ chúng ta đọc là life. Ở đây là trực tiếp các em nhé. Từ này là trực tiếp này. Từ popular là phổ biến này. Popular là phổ biến này. Từ cute, đáng yêu. Từ educational là thuộc về giáo dục. Tất cả đều là tính từ các em nhé. Thuộc về giáo dục. Từ boring. Boring là buồn tẻ. Buồn tẻ. Cô ghi lại vào đây. Và funny là vui nhộn. Funny. Number one. The most channel for children is a Cartoon Network. Cái gì đó, cái chương trình gì đó cho trẻ em là chương trình Cartoon Network. Vậy thì the most ở đây là so sánh nhất này. Sau so sánh nhất thì chúng ta sẽ cần một danh từ, một tính từ đúng nào, một tính từ dài. Tính từ dài phải là tính từ hai âm tiết trở lên và không tận cùng bằng các cái trường hợp đặc biệt như là i hay r, một vài trường hợp đặc biệt đấy các em. Vậy đây chúng ta chỉ có cái từ boring này, từ educational và từ popular là tính từ dài thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ dịch là cái chương trình phổ biến nhất đúng nào, dành cho trẻ em là cái chương trình Cartoon Network. Rồi, tiếp theo, number 2, this film is very, I don't want to watch it. Cái bộ phim này thì như thế nào đó, tôi không muốn xem nó. Vậy thì ở đây chúng ta có một từ mang nghĩa tiêu cực thôi, đó là từ boring, là từ buồn tẻ. Number 3, Cat Kitty is a very character, children love her. Con mèo Kitty thì là một nhân vật gì đó, trẻ con đều yêu nó. Thiệt. Thì ở đây chúng ta sẽ điền con mèo Cathy là một nhân vật như thế nào các em? Đó là một nhân vật rất là đáng yêu đúng không nào? Chúng ta sẽ điền từ cute. Number 4, you can watch this program at the same time it happens. Bạn có thể xem cái chương trình TV này. Cái chương trình này cùng với thời gian, at the same time là cùng thời gian nó xảy ra. Vậy thì đó tức là nó được phát trực tiếp, chúng ta sẽ điền từ live. Number 5, comedies are people laugh a lot when they watch them. Những cái vở kịch thì rất là như thế nào đó, mọi người cười rất nhiều khi mà họ xem chúng. Thì ở đây chúng ta sẽ có từ funny. Okay. And number 6,
We learn a lot from Discovery Channel. This channel is chúng tôi học được rất nhiều từ cái chương trình, cái kênh Discovery. Cái kênh này thì học được rất nhiều, tức là nó có mang tính giáo dục, nó rất là giàu tính giáo dục, educational. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại xem tất cả những từ chúng ta đã điền chưa các em nhé. Rồi, ở đây có 6 từ chúng ta đã điền hết rồi. We move to next part. Pronunciation là phần phát âm. Phần phát âm ở đây chúng ta sẽ được học hai âm là âm và âm. Vậy thì chúng ta hãy đầu tiên chúng ta hãy cùng làm quen xem cách phát âm từng âm như thế nào các em nhé. Rồi, đầu tiên là cô sẽ khoanh âm. Âm. Đây là phụ âm vô thanh các em nhé. Phụ âm vô thanh. Bước 1 là em sẽ đặt lưỡi giữa hai hàm răng. Đầu lưỡi em hơi cho ra ngoài một chút, đặt giữa hai hàm răng ra cửa hàm trên và hàm dưới nhé. Sau đó em chỉ thổi hơi qua phần tiếp xúc giữa lưỡi và răng thôi. Rồi, và để muốn kiểm tra em phát âm đúng hay sai thì em sẽ chạm tay vào cổ họng. Cổ họng em sẽ không rung, và nếu em đặt tay ở đằng trước ấy, khi em phát âm ra cái âm vô thanh thì em sẽ thấy cái luồng hơi đẩy ra. Rồi, tiếp theo, âm số 2 là âm. Đấy, âm nghe nó rõ ràng hơn âm rất là nhiều đúng không các em? Vậy cách phát âm âm như sau. Về khẩu hình miệng, em vẫn đặt giống như là âm, vẫn là đặt khe lưỡi giữa hai hàm răng nhá. Lưỡi của em hơi cho ra ngoài một chút. Đấy, đầu tiên là em sẽ đặt giữa hàm răng em khép lại. Rồi, sau đó em sẽ phát âm. Và khi phát âm, âm này em sẽ bật âm ra rất là rõ ràng. Không chỉ đẩy hơi mà bật cả âm rất là rõ ràng. Và nếu em sờ tay vào cổ họng thì em sẽ thấy cổ họng em rung lên mạnh mẽ. Còn âm kia là âm em chỉ đẩy hơi ra mà thôi. Rồi, ok. Nào, chúng ta cùng đến phần 4. Listen and repeat the words. Em hãy lắng nghe và sau đó lặp lại các từ nhé. Rồi. Unit 7, Television, page 8, A Closer Look, 1, Pronunciation, the and the. Activity 4, listen and repeat the words. The, theater, earth, anything, both, through, the. There, them, neither, weather, than. Unit 7. Tell. Rồi, vậy thì em nghe thì cũng đã phân biệt được. Nếu mà âm cô đang chỉ cái cái chuột ở đây thì chúng ta vẫn âm âm, tức là nó chỉ đẩy hơi ra thôi. Có thể là người ta nói nó hơi rõ hơn một chút, nhưng mà về cái quy tắc phát âm chuẩn của IPA thì chúng ta sẽ đẩy hơi nhá. Được chưa? Còn cái âm bên cạnh là âm cô chỉ đây, âm chữ kiểu như chữ đờ mà nó hơi ngược như này, nó hơi cong cong như này, thì chúng ta sẽ phát âm là âm, tức là cổ họng chúng ta sẽ rung lên mạnh mẽ các em nhé. Vậy ở đây các cái từ mà có ký hiệu như vậy thì về mặt spelling và về mặt chữ viết ý, thì nó đều ký hiệu bằng chữ thờ của tiếng Việt các em ạ nhé. Nhưng mà về mặt phát âm thì cái chữ thờ trong tiếng Việt, tức là về mặt chữ viết nhé, mà chúng ta nhìn thấy chữ TH đây này thì nó lại có hai cách phát âm, thì các em chúng ta hãy làm quen nhé. Rồi, ok. Chúng ta cùng chuyển đến phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, đó là phần tongue twister, tức là phần xoắn lưỡi đấy. Take turns to read the sentences quickly and correctly. Ở đây tức là cái câu trong cái tiếng Anh hay tiếng Mỹ, tức là tiếng Anh đấy, tiếng Anh gốc đấy, thì cái này tức là cái câu mà chúng ta đọc rất là những cái từ nó cùng phát âm na ná nhau mà đọc nghe nó rất là dối, nhiều khi chúng ta hay đọc sai. Và ở đây nhiệm vụ của bạn là bạn sẽ phải lần lượt đọc cái câu một cách thật là nhanh và đúng. Thì cái này chúng ta sẽ luyện nhá, chính là luyện về hai âm mà chúng ta đã học là âm và âm, được chưa? Câu số 1. They are thinking about the weather there. Họ đang nghĩ về thời tiết ở đó. Number 2. The new theater opens on Thursday the 3rd.
Đấy, cô đọc vẫn hơi chậm một chút nhưng các bạn chúng ta đọc nhanh lên một chút nhá. Tức là chúng ta luyện đi luyện yếu, luyện đi luyện lại thì chúng ta sẽ thành thạo em nhá. Cái rạp phim mới, cái rạp hát ấy, cái rạp hát mới thì mở cửa vào cái thứ ba và thứ năm ngày mùng 3 đúng nào? The first, ok. Nếu bạn nào chưa quen thì chúng ta có thể đọc chậm thôi. Sau đó chúng ta sẽ đọc nhanh dần. They are thinking about the weather there. Đấy, tức là cái từ nào mà nó là the nặng thì chúng ta nghe nó sẽ nặng hơn. Hoặc câu số 2, the new theater opens on. Ở đây chúng ta nối âm nhá, opens on cũng được. Các bạn nghe để mà đọc từ nước ngoài, ta sẽ nối âm này. Thursday the 3rd. Ok, chúng ta sẽ đọc nhá. Rồi, ok, our lesson finished today. I hope you like it and wish to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta, A Closer Look 1, Unit 7 kết thúc ở đây. Cô hy vọng là các em đã thu lượm được những kiến thức cực kỳ bổ ích cho bài học để chuẩn bị trên lớp cũng như là kiến thức để chuẩn bị cho các cái bài thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.